Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 7, Liên hợp quốc công bố báo cáo nhấn mạnh ngày càng nhiều người di cư và người tị nạn thực hiện những hành trình nguy hiểm xuyên châu Phi tới bờ biển phía nam Địa Trung Hải. Họ phải đối mặt với những rủi ro như bị bắt cóc, bị lấy nội tạng trên những hành trình này. Theo báo cáo, các tuyến đường từ Tây Phi và Đông Phi đi qua sa mạc Sahara về phía Bắc được cho là nguy hiểm gấp đôi so với tuyến đường bờ biển phía Nam Địa Trung Hải, nơi có tới hơn 800 người được cho là đã thiệt mạng trong năm nay. Báo cáo nêu rõ các cuộc xung đột ở những khu vực thuộc vành đai Sahel khô cằn ở Sudan, biến đổi khí hậu và nạn phân biệt chủng tộc ngày càng tăng là những yếu tố thúc đẩy di cư. Báo cáo được đưa ra dựa trên khảo sát đối với hơn 30.000 người di cư trong giai đoạn 2020-2023. Khoảng 18% số người được hỏi cho biết họ sợ bị bắt cóc, trong khi số người lo ngại bị bạo lực tình dục ngày càng tăng, chiếm 15%. Mặc dù vậy, báo cáo cũng cho thấy số người liều lĩnh tìm cách đến phía Nam Địa Trung Hải vẫn tiếp tục tăng, thậm chí gấp đôi từ năm 2020 đến 2023. Hôm qua, lãnh đạo của nhiều nước trên thế giới tiếp tục gửi lời chúc mừng đến tân thủ tướng Anh, Keir Starmer, lãnh đạo công đảng vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó một ngày. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chúc mừng ông Starmer giành chiến thắng chính trị quan trọng, đồng thời bày tỏ cảm ơn thủ tướng tiền nhiệm Rishi Sunak vì sự hợp tác chặt chẽ trong những năm qua. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng gửi lời chúc mừng đến ông Starmer, người có lập trường ủng hộ NATO cũng như Liên minh Xuyên Đại Tây Dương. Trong khi đó, từ New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chúc tốt đẹp nhắc đến nhà lãnh đạo mới của Anh và khẳng định mong muốn hợp tác tích cực với ông Starmer trong tương lai. Ông Modi cũng cảm ơn ông Sunak vì đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tại vị. Cùng ngày, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, IOC Masa Hayasi, cam kết Tokyo sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với chính quyền mới ở Anh để giải quyết các thách thức toàn cầu và hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngày 5 tháng 7, thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Nga và hội đàm với tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại thủ đô Moscow. Hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc hội đàm, thủ tướng Orbán nhấn mạnh Hungary có thể là quốc gia duy nhất tại Liên minh châu Âu duy trì quan hệ và đối thoại với cả Nga và Ukraine. Ông khẳng định cuộc gặp lần này với Tổng thống Nga cũng rất đặc biệt bởi nó diễn ra trong bối cảnh Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên EU kể từ ngày 1 tháng 7. Do đó, nhà lãnh đạo Hungary muốn sử dụng cơ hội này để thảo luận các vấn đề đầy thách thức và lắng nghe quan điểm của Moscow về các vấn đề quan trọng đối với Liên minh. Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ sẵn sàng bàn luận về các khía cạnh của đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và lắng nghe quan điểm của nhà lãnh đạo Hungary cũng như các đối tác châu Âu khác về vấn đề này. Ngày 5 tháng 7, ba đảng trong liên minh cầm quyền tại Đức đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về ngân sách năm 2025, chấm dứt những tranh cãi kéo dài về kế hoạch chi tiêu quốc gia. Các bên đã đạt được thỏa thuận ngân sách trong vòng đàm phán cuối cùng diễn ra từ ngày 4 tháng 7. Thủ tướng Olaf Scholz sẽ trình bày kế hoạch này với Liên minh cầm quyền trong ngày 5 tháng 7. Tranh cãi kéo dài về ngân sách đã đe dọa làm sụp đổ Liên minh cầm quyền ba bên và thỏa thuận này đã chấm dứt nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa đảng Dân chủ xã hội SPD của ông Scholz, đảng Xanh và SPD. Một trong những tranh cãi lớn nhất là yêu cầu của Bộ trưởng Tài chính Lindner kêu gọi giảm gần 30 tỷ euro tương đương 32 tỷ đô la Mỹ chi tiêu phúc lợi, đề xuất mà cả SPD và Đảng Xanh phản đối kịch liệt. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Scholz vốn đang rạn nứt liên quan đến nhiều vấn đề, nay phải chịu áp lực ngày càng lớn sau khi các đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng trước. Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người yếu thế, chính phủ Thái Lan vừa phê duyệt việc tăng kinh phí chăm sóc người phụ thuộc và mở rộng phạm vi của hệ thống chăm sóc phụ thuộc. Theo đó, kinh phí chăm sóc người phụ thuộc sẽ tăng từ 6.000 bạc, tương đương với 162 đô la Mỹ, lên gần 10.500 bạc, 270 đô la Mỹ mỗi người một năm. Theo chính phủ Thái Lan, khoảng 320.000 người được đăng ký vào hệ thống chăm sóc dài hạn của chính phủ hàng năm. Tuy nhiên, có những đối tượng khác, chẳng hạn như những người mắc chứng mất trí nhớ hoặc đang được chăm sóc giảm nhẹ, cũng phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ cộng đồng và cần được chăm sóc nhiều hơn. Do đó, Cơ quan Y tế Quốc gia Thái Lan đã nhất trí mở rộng phạm vi của hệ thống chăm sóc phụ thuộc. Động thái này dự kiến sẽ khiến số lượng người phụ thuộc đăng ký lên đến 600.000 người. Chính phủ Thái Lan khẳng định việc tăng ngân sách hàng năm dành cho người chăm sóc người phụ thuộc sẽ giúp các tổ chức hành chính địa phương có thêm kinh phí để chăm sóc người dân. Điều này cũng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Thái Lan, đặc biệt là người già và giúp đất nước giải quyết các nhu cầu của một xã hội già hóa. Tăng trưởng việc làm Mỹ dần giảm tốc trong khi tỷ lệ thất nghiệp chỉ nhất nhẹ. Những số liệu này đã làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép sẽ khởi động tiến trình cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho biết lĩnh vực phi nông nghiệp chỉ tạo thêm được 206.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn cả số liệu điều chỉnh của tháng 5 là 218.000 việc làm, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,1% trong tháng 6, cao hơn mức 4% của tháng 5, thu nhập trung bình mỗi giờ của người lao động tăng 0,3% trong tháng 6, thấp hơn mức tăng của tháng trước nhưng vẫn tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua và tiệm cận với mức tăng lương phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Fed. Vì thế, các số liệu trên đang hỗ trợ cho niềm tin Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, sau hơn 2 năm liên tục gia tăng và duy trì ở mức cao để kiềm chế lạm phát. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới nhất ở Nhật Bản cho thấy số lượng doanh nghiệp bị phá sản ở nước này trong nửa đầu năm nay lên mức cao nhất 10 năm qua và đánh dấu năm thứ ba liên tiếp danh sách này được nối dài. Theo số liệu thống kê của hãng nghiên cứu Tokyo Soko Research công bố ngày hôm qua, trong 6 tháng đầu năm nay, có tới 4.931 doanh nghiệp bị phá sản với khoản nợ tối thiểu 62.200 đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. 145 doanh nghiệp phá sản do thiếu hụt lao động, tăng 2,2 lần. 374 doanh nghiệp phá sản do không thể bù đắp chi phí, tăng 23,4% và 327 doanh nghiệp phá sản do không trả được các khoản vay từ chính phủ. Cũng theo số liệu thống kê, tổng nợ của các công ty phá sản trong nửa đầu năm là 4,5 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng 6, số vụ phá sản tăng gần 6,5% lên 820 vụ, với tổng nợ sắp xỉ 684 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, kể từ sau đại dịch COVID-19, du lịch tàu hỏa đã bùng nổ tại nhiều nơi trên thế giới. Sáng kiến này đã tạo bước đột phá trong ngành kinh doanh không khói, hướng tới thân thiện với môi trường, giảm ô nhiễm môi trường và được trải nghiệm những công đường độc đáo của mỗi quốc gia. Alitalia là hãng hàng không lớn nhất Italy, với 75 năm hoạt động, đã buộc phải tuyên bố phá sản vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 với lý do không cạnh tranh nổi với đường sát cao tốc. Kể từ năm 2000 đến 2020, Alitalia chưa hề có kết quả kinh doanh khả quan. Hầu như năm nào, báo cáo kinh doanh của Alitalia cũng là thua lỗ. Bởi vậy, việc hãng tuyên bố phá sản là điều sớm hay muộn mà thôi. Tại Italy, khách hàng thường chọn tàu cao tốc thay vì sách vali ra sân bay. Giá vé rẻ hơn, sân ga ngay trong nội đô. Tàu cao tốc là lựa chọn hợp lý nhất cho các hành khách muốn di chuyển chặn ngắn nội địa. Nếu như 10 năm trước muốn đi từ Rome tới Milan, hành khách chỉ có thể sử dụng máy bay và tốn hơn 3 giờ đồng hồ cho cả thời gian chờ đợi làm thủ tục rồi gửi và lấy hành lý. Giờ đây cũng với chặng đường ấy, với tàu cao tốc, hành khách chỉ mất khoảng 2 tiếng rưỡi mà không cần phải đến trước làm thủ tục. Nếu như trước đây cách duy nhất để di chuyển những quãng đường xa là đi máy bay, thì giờ đây nếu tôi là một người Italy, tôi sẽ không cần máy bay để di chuyển nội địa. Họ thực sự không cần thêm một hãng hàng không nữa khi có quá nhiều phương tiện thay thế. Đầu tư hiện đại và hợp lý, quy hoạch các sân ga nằm trong nội đô thuận tiện đi lại. Ngành đường sắt tại Italy nói riêng và châu Âu nói chung đang vươn lên chiếm lĩnh thị phần trong ngành vận chuyển hành khách. Hành khách nào cũng mong muốn có một trải nghiệm thật tuyệt vời và những dịch vụ chất lượng, do đó chúng tôi tin chắc du lịch đường sắt sẽ là một loại hình du lịch không thể thiếu và chất lượng trải nghiệm cao với những điểm đến mà bạn không thể nào thấy được khi di chuyển bằng các phương tiện khác. Việc di chuyển bằng tàu sẽ giúp bạn được ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ của đất nước, điều mà dù đi máy bay hay ô tô cũng không thể nào trải nghiệm được. Còn với các nhà hoạt động môi trường, nếu tất cả các tuyến bay nội địa và nội khối EU có thể thay thế bằng tàu hỏa, với các chuyến đi trong vòng chưa đầy 4 giờ thì sẽ giúp giảm lượng khí thải carbon tới 36 triệu tấn mỗi năm. Lựa chọn một phương tiện di chuyển thuận tiện, giá rẻ lại có thể giúp bảo vệ môi trường. Tại sao không? Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.